Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Vào hồi 7 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông. Ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.